Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài 1 và bài 2. Bài 1 thì chúng ta tìm hiểu về trục đối xứng, bài 2 chúng ta tìm hiểu về tâm đối xứng, và chúng ta đã biết cách xác định được tâm đối xứng và trục đối xứng của một số cái hình khi người ta đưa ra, ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình thành, hình thoi và một số hình trong tự nhiên. Phải nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 3, đó chính là vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên, được chưa? Ở cái câu hỏi mở đầu thì người ta hỏi các em là hình có trục đối xứng hay cả tâm đối xứng được gọi là hình có tính đối xứng. Tính đối xứng thì chúng ta thấy là nó sẽ đảm bảo cái sự hài hòa cân đối ở trong tự nhiên cũng như là trong quá trình xây dựng hay là một số cái công trình thực tế mà các em thấy. Hỏi nào, cái, rồi cân đối hài hòa, rồi cái này người ta đặt vấn đề này thôi ha. Dù người ta xây nhà chẳng hạn, hay làm bất kỳ cái gì trong công việc gì, công trình gì, người ta thấy gần như nó cũng sẽ cân, rất là cân đối và đối xứng ha. Ví dụ như là trong trong xây dựng chẳng hạn ha, trong xây dựng hoặc là thiết kế vân vân, thì đảm bảo tính cân đối và hài hòa, được chưa? Rồi cả con người chúng ta thì game thấy nó cũng rất là cân đối, có hai con mắt, có hai lỗ mũi, có hai cái tai, có hai cái tay, hai chân, có đúng chưa nào? Khi người ta chỉ dọc xuống thì nó sẽ rất là đối xứng ở hai bên, vậy thôi. Nói nhanh là dễ hiểu vậy á. Chúng ta đi sang ở phần 1, vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng. Rồi cái phần này các em đọc cùng thầy nha. Ví dụ cánh hoa, nó sắp xếp rất là đối xứng, cân đối và hài hòa. Này, hay là cấu trúc hình thể, cấu trúc hình thể. Cái phần này các em cũng đọc thầy nha. Vì đẹp tinh tế khuôn mặt, đây là con gì? Con vật, con vật hoài họ, nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia. Bây giờ cái phần này thì nó đã có sẵn rồi, các em đọc, chứ bây giờ thầy đọc nữa mất thời gian của thầy và trò. Ở đây chúng ta đi sang phần thực hành một này, tìm hai bức ảnh về động vật, bức hai bức ảnh về thực vật có tính đối xứng. Dù hai bức ảnh về động vật, ví dụ như là ở đây các em sưu tầm nhé, đáng lẽ cái này chúng ta phải có mạng, ta sưu tầm trên đài báo, TV, internet, Google, không? Thì ở đây thầy tìm được, đáng lẽ thầy tìm được cái này thầy dạy ở trên máy tính ba boy á thì dễ, nghe thầy sẽ chiếu lên em thấy. Nhưng mà ở đây chúng ta tìm thầy con này nè, đây chính là con sao biển, với lại là con chuồn chuồn đi, chuồn chuồn, động vật ha, động vật này. Còn về thực vật á, thực vật thì các em sẽ lấy ví dụ như hai cái cánh hoa đi, thường là như vậy đấy em. Ví dụ lấy hoa dâm bụt, hoa dâm bụt, hoặc là chúng ta sẽ lấy một số hoa khác, ví dụ như là hoa lan chẳng hạn. Hoa lan, hoa lan thì nó cũng có rất là nhiều nhiều loại nghe, đừng có lấy lan đột biến ra đây để làm lấy hoa lan đột biến cả tỷ đồng ra, không được ha, vân vân đi. Thường ta lấy các đô hoa vậy thôi. Thầy đã nói là khi thầy quay như này á, thầy cũng rất là muốn để trình chiếu ba boy các loại hoa hình ảnh để các em thấy, nhưng mà thầy quay như này thì không thể làm được điều đó được các em. Thầy nói như này để các em lên trên mạng các em tìm hiểu hình ảnh đó nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 2 là tính đối xứng trong khoa học kỹ thuật và đời sống. Ở đây nó có phần thực hành 2 này, hãy so sánh sự giống nhau và về hình dạng tính năng của con chuồn chuồn và chiếc máy bay trong hai hình dưới đây. Thì ở đây các em thấy là con chuồn chuồn này, hoặc là bướm bướm chẳng hạn, máy bay. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành so sánh sự giống nhau về hình dạng trước đây, về hình dạng nha. Hình dạng thì các em thấy cái con chuồn chuồn với máy bay nó có gì giống ta hả? Thứ nhất á, là nó có cái trục, có trục đối xứng đúng không? Nó có trục đối xứng là cái đường gì, cái đường thẳng đi qua đâu nghe, đi qua dọc thân. Đây thầy kể em xem này, cái trục đối xứng của nó nằm ở đây này, đây đó, ok. Còn cái chiếc máy bay cũng vậy, đây cái trục đối xứng của nó này, đi qua dọc thân này, thấy chưa nào? Đó, ok chưa? Là cái giống nhau thứ nhất. Cái giống nhau thứ hai á,
là về hình dạng ấy thì em thấy nó có cái đôi cánh ở hai bên này, đây có cánh này, ở đây cũng có cánh, có các cánh ở hai bên. Về tính năng thì em thấy là nó có bay được không? Nó bay được, con chuồn chuồn có bay được không? Bay được, máy bay có bay được không? Được. Như vậy thì nó có cánh bay và điều khiển gì? Buồng lái. Như vậy thì nó có cánh bay được, được nè. Đấy. Và điều khiển. Buồng lái, được chưa? Ok, ta sẽ đi sang ở cái phần ở trang 60 nha. Rồi, ta sẽ đi sang ở trang 60 các em. Thì con người luôn biết cách học tập từ thiên nhiên. Con người đã chế tạo ra chiếc máy bay có hình dạng đối xứng như con gì? Con chuồn chuồn. À, mà bữa nay các em thấy nhờ cái phương tiện giao thông máy bay thì di chuyển rất là nhanh. Có đúng không nào? Từ nước này, từ thành phố này sang thành phố khác. Ví dụ như, thầy nói ví dụ như đi từ Phú Yên tới Sài Gòn. Nếu mà em đi xe ô tô á, thì phải chiều đi và sáng mai tới. Không nào, nhưng mà đi máy bay á, nó tầm khoảng 30 đến 45 phút thôi em. Nó rất là nhanh luôn. Hoặc là nó sẽ giúp ta di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, từ châu lục này sang châu lục khác. Chiếc máy bay rất là tiện ích và chở đồ rất là nhiều. Không nào, trong toán học này, cái này chắc có lẽ chúng ta đọc rồi nha. Tam giác đều là hình thang cân. Tam giác cân là những hình có trục đối xứng nha, có trục nha các em nha. Còn hình bình hành, hình thoi, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn là những hình có tam đối xứng. Được chưa nào? Tam giác đều, hình thang cân và tam giác cân thì nhớ nó chỉ có gì? Có trục đối xứng. Còn những anh này có tam đối xứng. Còn hình thoi, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn là những hình vừa có trục đối xứng và vừa có tam đối xứng. Thì trong những clip trước thì thầy đã nói cho em rồi. Trong tự nhiên, những phần này các em cũng có thể ghi vô để các em học, để phân biệt những hình nào có tâm, những hình nào có trục, và những hình nào vừa có tâm và vừa có trục các em nhé. Ok. Đấy. Rồi. Trong tự nhiên, tính đối xứng thường xuất hiện trong thế giới động vật và thực vật, giúp chúng ta cân bằng, vững chắc và hài hòa. Ha, ở đây em thấy nó mọc ví dụ chiếc lá đây, gọi là trong phần sinh học lớp 6 á, thì nó có, nếu mà hồi chương trình cũ em, nó gọi là mọc cách, mọc đối, mọc vòng. Mọc đối nghĩa là hai chiếc lá ví dụ trên một cành thì nó mọc bên đây một chiếc, bên đây một chiếc, ha, nó đối nhau. Đó. Trong công nghệ cao, trong công nghệ chế tạo thì là trong công nghệ chế tạo. Đây. Máy bay không người lái ha. Trong hội họp kiến trúc xây dựng. Ok. Đấy. Thì ở đây người ta hỏi là tìm một số hình ảnh có tính chất đối xứng trong kiến trúc hội họp. Thì lấy ví dụ như là cái này chúng ta search trên Google nha. Ví dụ chúng ta tìm hiểu cái hình ảnh nào, ví dụ như lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó nè, vĩ đại của chúng ta. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các em thấy người ta xây dựng rất là cân đối và hài hòa. Nó có tính đối xứng rất là cao và rất gọi là một trong những cái kỳ quan của thế giới của chúng ta, được UNESCO công nhận thôi nè. Như vậy thì chúng ta lấy hình ảnh này nha, hoặc là chúng ta search chúng thấy chùa chùa Một Cột chẳng hạn, chùa Một Cột đúng nè, nó cũng có tính đối xứng. Hoặc là thầy lấy ví dụ như là một chiếc nhẫn chẳng hạn, hoặc là cái tháp mà Eiffel, Eiffel của Paris em, tháp Eiffel của Paris hả nè. Đấy. Như vậy thì nói chung là trong cái đời sống con người chúng ta thì chúng ta thấy xung quanh ta những cái hình ảnh nó có tính chất đối xứng rất là nhiều, kể cả trong cái ngôi nhà, chính ngôi nhà của mình cũng vậy. Thì các em thấy những cái đồ đạc vật dụng, những cái bức tranh, những cái vật dụng ở trong ngôi nhà của mình thì thường nó có tính đối xứng rất là cao, nên là chúng ta cứ quan sát rồi chúng ta tìm. Rồi chúng ta thể lấy ví dụ thực tế trong ngôi nhà, chính ngôi nhà của mình đang sinh sống, và xung quanh vườn cây hoặc là con vật, đồ vật, vân vân. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái phần bài tập của cái bài số 3 này. Chúc em học tốt nha. Bye bye. Ok. Rồi.